Em chào tất cả các anh các chị đang xem video ạ. Em là Tuấn Dũng, chuyên viên kinh doanh cao cấp của Vinfast Việt Nam. Ngày hôm nay thì là tháng 12 này thì em sẽ gửi đến tất cả các anh các chị chương trình ưu đãi của tháng 12 cũng như là giá xe của từng dòng như là Fadin, Lắc A và Lắc SA trong tháng 12 có chương trình ưu đãi như thế nào. Cùng với đó là tháng 12 này thì là Vinfast hiện tại đang triển khai chương trình là tặng những cái voucher nghỉ dưỡng cho khách hàng. Thì là em cũng sẽ cập nhật ở trên video này để cho các anh chị nắm rõ về các chương trình voucher ưu đãi như thế nào ạ. Thì là trong tháng 12 này thì hiện tại VinFast đang triển khai 300 tỷ cho những voucher nghỉ dưỡng của Vinpearl. Cụ thể là voucher của dòng Fadin, chúng ta sẽ được một cái voucher trị giá 16 triệu cho tất cả những khách hàng đã mua Fadin của VinFast trong thời gian qua. 16 triệu này thì sẽ nghỉ dưỡng tại tất cả các địa điểm Vinpearl trên cả nước. Cùng với đó là sẽ được 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 12 tuổi. Chương trình này chắc là sẽ vào khoảng tầm mùng 4, mùng 5 tháng 12 sẽ được gửi tới quý vị khách hàng. Cùng với đó là dòng Lắc A và Lắc SA, chúng ta sẽ được một voucher nghỉ dưỡng trị giá 32 triệu cho 4 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi. Nghỉ dưỡng tại Vinpearl 3 ngày 2 đêm. Tất cả các Vinpearl trên tất cả nước nha. Cùng với đó là thời điểm hiện tại, chương trình VinFast ưu đãi cũng rất là lớn cho những khách hàng mua xe Fadin. Đặc biệt như sau, VinFast Fadin hiện tại bây giờ chúng ta sẽ đặt hàng vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 giao xe. Bản tiêu chuẩn sẽ là 359 triệu 600 giá bán ra và bản nâng cao sẽ là 389 triệu 600. Giá trên chưa bao gồm các voucher khách hàng có thể mua. Khách hàng có thể mua những cái voucher trị giá 70 triệu của Fadin và sẽ được giảm thêm vào giá. Cùng với đó chúng ta sẽ có phiên bản Lắc A. Lắc A hiện tại có 3 phiên bản và chương trình trong tháng này cũng đang được giảm rất là sâu. Với phiên bản Lắc A bản tiêu chuẩn, giá bán ra mà ghép voucher thời điểm hiện tại, giá chỉ còn 853 triệu 100 bản tiêu chuẩn nhé. Bản nâng cao chúng ta sẽ có giá là 923 triệu 500 nếu mà đã ghép voucher trong thời điểm hiện tại. Có nghĩa là hôm nay đang là mùng 5 tháng 12 ạ. Thời điểm này voucher khá là rẻ nên chúng ta mua voucher sẽ được có những ưu đãi rất là lớn. Cùng với đó bản cao cấp sẽ ghép voucher rồi, giá bán ra sẽ chỉ còn là 1 tỷ 056 triệu cho dòng Lắc A bản cao cấp ạ. Bản cao cấp giá là 1 tỷ 056 triệu ạ. Tiếp theo đó chúng ta sẽ lên dòng Lắc SA. Lắc SA thời điểm hiện tại bản tiêu chuẩn, giá bán ra mà đã ghép voucher sẽ là 1 tỷ 165 triệu 700. Lắc SA bản tiêu chuẩn nhá. Bản nâng cao giá sẽ là 1 tỷ 242 triệu. Và bản cao cấp chúng ta sẽ có giá là 1 tỷ 403 triệu. Tất cả cái giá trên em đã bao gồm là ghép voucher cho khách hàng rồi ạ. Và thực ra là trong thời điểm hiện tại cũng là thời điểm dịp cuối năm, chương trình rất là lớn, voucher mua vào khá là rẻ nên là giá xe có những ưu đãi rất là lớn. Khách hàng hãy lựa chọn cho mình những dòng xe phù hợp và hãy gọi điện cho em để có những chương trình tốt nhất nhé. Và thực tế ra là chương trình tháng 12 này cũng là tháng cuối cùng để chúng ta được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ của nhà nước. Khá là hấp dẫn đúng không ạ? Sang tháng 1 thì là chương trình này có thể là sẽ bị dừng lại và chúng ta sẽ không được nhận nhiều ưu đãi như bây giờ nữa ạ. Cùng với đó là thuế trước bạ không phải đóng là 5 hoặc 6% nữa mà lên từ 10 đến 12%. Vâng ạ. Trên đây thì là em đã vừa nêu qua một số chương trình khuyến mại cũng như là hiện giờ các chương trình tri ân khách hàng của VinFast vào thời điểm hiện tại. Khách hàng hãy chuẩn bị cho mình một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị đi nghỉ dưỡng tại Vinpearl ạ. Em Dũng xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã xem video ạ. Em cảm ơn.